Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Excel trên máy tính dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu. Đó, thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn về cái cách kẻ bảng ở trên Excel các bạn nhé, để các bạn có thêm thông tin, các bạn tham khảo và các bạn kẻ bảng và phục vụ cho công việc nhé. Rồi thì video này cũng tương tự như các video trước, mình tiếp tục chia sẻ các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình đi chậm và chi tiết một chút nhé, để các bạn dễ theo dõi. Đó, thì trên máy của mình thì mình đang sử dụng phiên bản Excel 2016 các bạn này, ở đây nhé. À, thì mình sẽ chúng ta kích đục chuột trái chúng ta mở lên. À, thì giao diện Excel 2016 thì mình thấy nó có cái màu hơi khác một chút các bạn nhé, cái màu xanh lá cây này. À, về cơ bản thì các cái thanh menu và cái công cụ thì các cái phiên bản Excel thì nó cũng tương tự nhau thôi. Cái cách cho kẻ bảng thì ở các phiên bản thì gần như là tương tự nhau. Đó, thì đầu tiên là để kẻ bảng đến Excel thì các bạn sẽ tính xem thử là cái bảng của các bạn nó có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột nhé. Đó, để chúng ta xác định được cái số hàng, số cột ở trên cái cửa sổ soạn thảo của Excel ở đây. Đó, thì ở trên Excel thì người ta sẽ đặt số cột theo cái chữ cái ABCD các bạn này, theo chữ cái viết hoa nhé. Đó, ABCD, EF, GH vân vân. Và số hàng thì theo cái thứ tự là 1 đến 2 đến 3 đến 4 đến 5 hoặc là lớn hơn. Đó, thì muốn tạo bảng thì chúng ta sẽ bắt đầu bôi đen nhé, bôi đen. Đây, ví dụ như bây giờ mình muốn tạo bảng ở vị trí này chẳng hạn thì mình sẽ bôi đen ở đây, ví dụ như tại vị trí này. À, mình chừa một cái cột ở bên này này để cho nó có cái khoảng trống ở đây thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, và chúng ta sẽ kích chuột vào cái ô đầu tiên này. Đó, nhấn chuột trái và chúng ta kéo rê sang phải này. Đấy, rồi kéo xuống dưới này. Chẳng hạn như vậy. À, đấy, kéo xuống này. Rồi, thì cái khu vực mà các bạn bôi đen ở đây thì chúng ta sẽ kẻ bảng ở khu vực này. Thì sau khi các bạn bôi đen như thế này thì chúng ta sẽ vào cái menu Home này. Đó, và chúng ta vào cái biểu tượng có hình ô vuông ở đây, nét đất chấm chấm ở đây, các bạn thích ở đây. Thì chúng ta có cái cửa sổ border nha. À, thì cái phần border này các bạn kéo chuột xuống và chúng ta sẽ chọn vào cái mục là L border. Cái phần mà có hình vuông và hai cái dấu cộng nét liền ở giữa đây này, các bạn tích chuột vào đây. Đó, thì lúc này Excel nó sẽ tạo chúng ta một cái bảng rất là đẹp và đều. Đó, đã cánh chỉnh đầy đủ rồi nha. Là thì trong quá trình các bạn sử dụng thì các bạn có thể thay đổi kích thước của hàng và cột bằng cách là di chuyển các cái con trỏ chuột ở trên này này. Đó, trên này thì ở đây mình sẽ tiếp tục lấy cái ví dụ về cái cách tạo bảng ở trên Excel nhé, để các bạn hình dung cái cách làm thôi. Đó, sau này các bạn có những cái bảng khác thì các bạn cũng làm tương tự giống như mình nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái tiêu đề đây. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn tạo tiêu đề thì các bạn phải gộp các cái ô này lại để chúng ta có một cái tiêu đề, bởi vì tiêu đề thì nó có cái dòng khá dài đó, cho nên là các bạn phải gộp nhiều ô. Đấy, ví dụ như đây mình nhấn chuột trái vào cái ô đầu tiên và kéo lên sang phải này. Đó, mình gộp hết cái ô từ số B cho đến ô bên này, bên cái cột G này. Đó, sau khi các bạn bôi đen cái hàng này thì chúng ta sẽ bấm vào menu Home và vào lại cái chỗ là Magic Center. Mình tạm thời đọc như vậy nhá, Magic Center, các bạn tích vào đây. Đó, thì như vậy là các cái ô nó đã gộp lại thành một ô, và lúc này chúng ta sẽ gõ chữ vào đây. Chẳng hạn như là mình gọi là danh sách đi nha. Ví dụ thôi, danh sách đăng ký học lớp công nghệ thông tin, ví dụ như vậy. Đó, chúng ta gọi bình thường giống như tên Word vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ bôi đen này. Đó, bôi đen và chọn cờ chữ ở đây này. Chúng ta vào Home, chúng ta chọn cờ chữ ở đây, ví dụ như mình chọn 14 này. Đó, còn phông chữ thì các bạn kích vào đây. Chúng ta bấm một chữ TI ở đây nha, TI. Các bạn bấm thêm chữ M này cũng được. Chữ TI thì lúc này các bạn kéo xuống thì chúng ta sẽ có cái dòng là Thumb New Roman ở dưới này. Các bạn tích vào đây. Đó, cái Thumb New Roman này là theo quy định của Việt Nam mình thôi. Đó, là phông chữ chúng ta chọn nha, danh sách đăng ký học lớp công nghệ thông tin. Rồi, sau khi có tiêu đề chúng ta sẽ bắt đầu điền thông tin vào đây. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ đánh số thứ tự này. Danh sách thì có số thứ tự đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân. Đó, số thứ tự này. Rồi đánh vào đây nha. Đó, rồi. Bên này thì chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan đến cái danh sách đăng ký học học viên. Thì chúng ta sẽ, các bạn muốn điền thông tin vào ô nào ấy thì chúng ta sẽ kích chuột vào ô đó nha. Ví dụ như là ở đây mình sẽ có là tạo một cái bảng bất kỳ thôi để cho các bạn dễ hình dung. Bây giờ mình gộp 4 ô này lại này. Đó, rồi. Và 6 ô đi. Đây, ví dụ như là 6 ô cho đến đây, 6 ô này. Đó, rồi chúng ta sẽ
vào lại thẻ home đấy, và bấm vào Magic Center. Ở đây mình sẽ ghi là danh sách ha, danh sách đấy, danh sách học, danh sách học viên chẳng hạn, hoặc là danh sách sinh viên chẳng hạn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là ở chỗ này chúng ta sẽ ghi đây là đợt 1 nhé, đợt 1 chẳng hạn như đợt 1 à, đợt 1. Rồi cái này thì nếu mà mình tạo cái bảng như thế này thì nó hơi hơi nhiều rườm ra, rồi mình quay lại nhé, quay lại cái này đi. Rồi cho nó cái bảng nó ngắn gọn hơn một chút thôi. Đợt 2, đợt 3, đợt 4 đi. Thì chúng ta sẽ mở 4 ô thôi, và vào Magic Center chúng ta sẽ ghi lại là danh sách học viên, và cái bảng đơn giản một chút nhé. Rồi chúng ta sẽ có danh sách đăng ký, thì chúng ta sẽ có đợt 1 này. Đợt 1 này. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ có danh sách đăng ký đợt 2. Đợt 3. Rồi tiếp theo là đợt 4. Rồi, cái này các bạn có thể copy cái chữ này, sau đó các bạn thay đổi là 2 3 4 cũng được, hoặc là chúng ta tự đánh vào nhé. Rồi bên này cái ô bên này chúng ta sẽ ghi là ghi chú đi. Rồi ghi chú. Ghi chú là những cái thông tin cần thiết để chúng ta cần bổ sung ở đây. Đấy, như vậy là cái phần bên này thì nó sẽ dư ra ba cái cột này các bạn này, dư ra ba cái cột này nhá. Đó thì chúng ta sẽ để con trỏ chuột ra trước này, nhấn chuột trái và chúng ta bôi đen ba cái cột này, chúng ta xóa đi, chúng ta cái chuột phải lên đó, và chúng ta bấm vào cái dòng cái dòng delete các bạn nhé, dòng delete này các bạn tích vào đây. Đó tiếp theo nhấn vào ok. Đó thì lúc này là cái ba cái cột còn dư ra thì nó sẽ xóa đi. Rồi cái phần bên này thì mình sẽ bôi đen cả cái ô này luôn, cái bảng này luôn. Mình cho bấm con trỏ chuột vào cái ô đầu tiên, và nhấn chuột trái kéo rê để chúng ta bôi đen này. Đó mình vào lại thẻ home và chọn cái màu nền cho nó một nổi nổi lên một chút nhé, để các bạn dễ theo dõi hơn nha. Bấm vào đây cái hình chữ xô này. Đó, cái màu đây này đấy, cái màu này thì hơi đậm, hoặc là cái màu vàng này. Ở đây mình rất thích cái màu này nên mình chọn cái màu này nhá. Đó rồi số thứ tự thì chúng ta sẽ có những cái đợt 1 đúng không, danh sách đợt 1 thì chúng ta cái này chúng ta giản ra, bởi vì họ và tên thì cái tên nó khá dài cho nên là chúng ta sẽ giản cái này ra. Các bạn để con trỏ chuột lên cái phía trên nhá, nó hiện dấu còng thì chúng ta nhấn chuột trái và chúng ta kéo rê ra. Đó như vậy là số thứ tự thì ở đây mình sẽ cho nó nhỏ lại chút. Cái này chúng ta phải gộp hai ô này lại các bạn này, số thứ tự, bởi vì cái này là nó sẽ nằm trong cái hàng này luôn. Đấy, số thứ tự thì chúng ta sẽ bôi đen hai ô này và vào bấm vào Magic Center. Đó, thì nó sẽ gộp cái chữ hai ô này thành số thứ tự. Tương tự như vậy ở bên này ghi chú cũng vậy, gộp hai ô này lại. Thì đầu tiên chúng ta phải bôi đen hai ô và bấm vào Magic Center. Đó thì chúng ta sẽ được là số thứ tự và ghi chú nhé. Rồi số thứ tự ở đây thì các bạn cứ đánh một thôi, rồi hai, ba hoặc là bốn. Đấy thì nếu như số thứ tự các bạn ít từ 10 đến 20 chẳng hạn, chúng ta có thể tự đánh, hoặc là trong Excel thì các bạn để con trỏ chuột vào cái góc dưới cùng của cái ô số 1 này. Đấy nó hiện ghi dấu cộng màu đen nhỏ thế này này. Rồi chúng ta bấm phím Ctrl đến bàn phím nha, cái phím mà CTRL đó các bạn bấm mà không thả tay nhá. Sau đó chúng ta nhấn chuột trái, chúng ta kéo xuống. Đó, thì Excel nó sẽ đánh cho chúng ta luôn, đã đánh số thứ tự chúng ta luôn. Bao nhiêu cũng được ha, các bạn kéo xuống thì nó sẽ đánh hết theo thứ tự từ 1 trở lên. Ví dụ như vậy, cái này chúng ta canh giữa này, bôi đen ô này vào home, chọn canh giữa đây gì này. Cái này bên này cũng vậy, chúng ta cũng bôi đen cái phần này luôn. Đấy, và chúng ta chọn canh giữa chẳng hạn, ví dụ như thế. Rồi đợt 1 ví dụ như chúng ta có cái tên là chúng ta điền vào không, ví dụ như là Trần không, ví dụ như vậy, Trần thì Hạ thì Hoài chẳng hạn ha, Hoài. Rồi chúng ta cứ gõ vào thôi, gõ thông tin vào đó. Rồi Nguyễn, Nguyễn Minh Trang chẳng hạn. Đấy. Rồi dưới này cái chỗ này thì do cái chữ Nguyễn Minh Trang này nó dài quá các bạn này, thì mình có thể là tiếp tục giãn ra đó để cho cái bảng chúng ta nó đẹp hơn nhá. Rồi lát này chúng ta sẽ canh lại đúng không. Đấy, Nguyễn Minh Trang. Rồi Nguyễn
Đấy, cái này chúng ta gõ vào. Nguyễn Thị Hồng chẳng hạn. Rồi. Rồi mình lấy một số tên thôi, lấy ví dụ thôi các bạn nhé, chúng ta cứ gõ vào nha, hoặc là Lê Hoài Nam. Hoài Nam. Đó. Đỗ. Đỗ Hùng. Hùng Mạnh chẳng hạn, ví dụ như thế. Đó. Rồi. Cái phần dưới này thì mình sẽ bỏ đi nha, bỏ đi vì là ở dưới này nó hơi nhiều. Ở đây là mình làm demo cho các bạn thôi, cho nên là làm ví dụ đơn giản, còn các cái phần khác thì các bạn làm tương tự. Đó, mình sẽ bôi đen cái ô số 6 này để từ cái cột số 6 đến từ hàng số 6 đến hàng số số 11 mình bôi đen và mình xóa đi nha. Sau khi bôi đen chúng ta kích chuột phải lên. Đó, chọn delete này. Chữ DELETE các bạn tích vào đây này và nhấn vào OK. Đó thì chúng ta sẽ có cái bảng nó sẽ đơn giản hơn. Đợt 2 cũng vậy, không? Đợt 2 thì ví dụ như mình copy bên này sang đi. Đó, chúng ta bôi đen hết cái phần này này. Cho cạnh trái này. Rồi copy này. Đó và kích vào cái ô đợt 2 này. Chúng ta kích chuột phải lên chúng ta dán vào. Ở trong phiên bản Excel trước thì các bạn bấm vào cái chữ BAST nhé, BAST nhé. Còn 2016 này thì chúng ta kích cái ô đầu tiên này, ô trắng này. Đó, như vậy ở phần đợt 2 này nó cũng bị giãn ra. Đợt 3 cũng vậy, mình kích chuột phải lên chọn lệnh BAST vào luôn. Chúng ta copy một lần nhưng mà mình có thể là sử dụng nhiều lần các bạn nhé. Copy một lần nhưng dán nhiều lần. Rồi bát tiếp vào đợt 4. Chúng ta chỉ cần kích chuột phải lên và chọn lệnh bát là được. Thì ở đây chúng ta sẽ các bạn lưu ý là chúng ta thay đổi tên nhé. Ví dụ như là Hoài này thì chúng ta ghi thành Hòa, Hòa chẳng hạn đấy, đổi tên chẳng hạn thế. Hoặc là Nguyễn Minh Trang thì Nguyễn Minh Tùng chẳng hạn, cho nó khác đi. Rồi Lê Hoài Minh chẳng hạn. Rồi sang bên này, ví dụ như mình cũng đổi như vậy, Trần thì Hoa chẳng hạn. Đó. Rồi Đỗ Mạnh, Đỗ Hùng Mạnh thì ở đây Đỗ Hùng Hùng Hà chẳng hạn như thế. Rồi bên này. Trần thì Trần Trần Thu Thu Hương chẳng hạn. Đấy. Rồi Nguyễn Thị Huế chẳng hạn. Rồi như vậy chúng ta có cái danh sách như thế này các bạn nhé. Thì sau khi có danh sách như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu định dạng ở cái bảng này. Bắt đầu định dạng, thường thường là chúng ta sẽ gõ thông tin vào hết và chúng ta định dạng cờ chữ này, phông chữ sau thì nó sẽ nhanh hơn, bởi vì lúc đấy chúng ta gõ hết rồi thì chúng ta sẽ định dạng một lượt luôn. Rồi, thay vì chúng ta làm từng cột từng ô như thế này thì sẽ rất là tốn thời gian. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bôi đen toàn bộ bảng nha. Đó, và vào lại menu Home này, chúng ta kích vào đây để chúng ta chọn đánh TI vào, chúng ta chọn cái phông chữ Times New Roman ở dưới này. Đó, ở đây mình sẽ chọn cái cờ chữ là 14 chẳng hạn. Đó, 14 đi. Đấy, thì 14 thì các bạn thấy rằng là nó giãn ra rất là nhiều luôn. Đấy, cái chữ nó lớn lên thì nó sẽ giãn ra. Thì chúng ta bắt buộc phải kéo như thế này này. Đó. Rồi, bên này nữa. Cái này còn kéo ra bên này. Đó, phần này mình sẽ cho nó nhỏ lại chút. Rồi, thì sau khi có cái này chúng ta sẽ bắt đầu cái này mình sẽ cho in đậm này, bôi đen này, in đậm này. Đó, cái này cho lên chữ cỡ 16 đi. Rồi. Mình bấm vào cái ô này này và vào menu Home cho cánh trái này. Đó, sau khi sang trái thì các bạn để con trỏ chuột răng trước và chúng ta nhấn nút cách để chúng ta điều chỉnh cái dòng chữ này cho nó nằm giữa bảng thì nó đẹp hơn. Thay vì cái chữ tiêu đề này mà các bạn để nó lệch sang trái hoặc là lệch sang phải thì nó không được đẹp. Đó thì mình sẽ để cho nó nằm chính giữa nhá. Rồi tiếp theo nữa là cái phần các cái phần ở trên này thì chúng ta sẽ in đậm nha. Ở hai cái hàng trên này thì chúng ta sẽ in đậm bôi đen hai cái hàng trên cùng của bạn. Bấm vào B. Đó. Cho nó khác với bên dưới. Tiếp theo các bạn thấy rằng là cái hàng này thì nó hơi hẹp đúng không? Chúng ta sẽ giãn cái hàng ra chút. Đó. Thì ở đây mình sẽ bôi từ cái hàng số 1 đến hàng số 5 đi cho nó giãn ra cho nó đẹp. Đó và chúng ta vào lại menu Home này, vào format này. Ở đây chúng ta sẽ có thay đổi kích thước của hàng và cột nhá. Row 2 thì các bạn thay đổi kích thước của hàng. Đó, còn column width thì các bạn thay đổi kích thước của cột. Ở đây mình thay đổi kích thước của hàng cho nên mình vào cái mục tên này. Ở đây cell để mặc định là 18 này thì mình sẽ cho nó lên khoảng 21 đi. Chúng ta đánh cái số 21 vào. Đó và các bạn nhấn OK. Đó thì nó giãn ra. Các bạn thấy nếu như mà vẫn chưa đạt yêu cầu các bạn lại vào lại. Chúng ta sẽ tăng lên chút nữa. Hoặc là giảm xuống. Ví dụ như là mình cho 23 đi. Rồi nhấn vào OK. Đó thì nó giãn ra như thế này.
Tương tự như vậy về cái phần thay đổi kích thước của cột, các bạn cũng vào format và các bạn chọn như vậy nhé. Rồi một cái tính năng phần nữa đó là chúng ta lại bôi đen bảng một lần nữa. Đó. Và các bạn sẽ cho cái dòng chữ nó nằm chính giữa các cái hàng này. Ví dụ số thứ tự ở đây các bạn thấy rằng là nó đang đang nằm ở phía dưới này, nó phải nằm chính giữa ô này. Đó, thì nó mới đẹp, hoặc là ghi chú bên này này. Nó nằm ở chính giữa đúng không? Thì chúng ta cùng kích chuột để chúng ta kích chuột trái kéo rê để bôi đen toàn bộ bảng này. Tức là định dạng bảng đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ kích chuột phải lên và chọn vào cái dòng format cell ở đây. Đó, tiếp đến các bạn sẽ vào cái, sau khi có cửa sổ format cell thì các bạn sẽ vào cái mục là element này. Đó, mình tạm thời đọc như vậy nhá. Thì trong cái phần này các bạn sẽ kích vào cái ô đầu tiên, chúng ta chọn vào center là chọn chính giữa này. Đó, ô phía dưới cũng vậy, các bạn cũng chọn vào dòng center. Để các bạn cứ nhớ rằng là hai cái ô này thì các bạn cứ chọn center center và nhấn vào ok. Đó, thì lúc này các cái chữ nó sẽ nằm chính giữa các cái ô. Đó, tất cả các ô và các ô ở trong cái bảng này. Đó, ở đây thì các cái phần này mình sẽ cho cánh trái này. Đó, thì nó sẽ, các bạn thấy rằng nó sẽ đẹp hơn. Đó, ngoài ra thì ở phía trên này chúng ta có thể cho cái bôi màu lên. Đó, bôi màu cái ô danh sách học viên này lên này. Chúng ta vào home này, vào cái phần chữ số này. Đó, chúng ta chọn cái màu cho nó khác một chút đi. Chẳng hạn như đây. Đó, mình chọn cái màu màu bạc này chẳng hạn, màu này nhá. Đó. Rồi cái phần đợt 2, đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4 này chúng ta cũng chọn cái màu khác. Khi chúng ta nhìn cái danh sách thì nó sẽ dễ hơn. Đó, màu này chẳng hạn này. Rồi, cái này thì tùy các bạn nhá. Đấy, các bạn chọn cái màu nào thì các bạn chọn cái màu đó. Rồi, còn nếu các bạn mà thay đổi cái độ đậm của cái khung viên này ấy, thì chúng ta sẽ cũng bôi đen lại nhá. Đó, và các bạn cũng kích chuột phải, bôi đen toàn bộ bảng, kích chuột phải lên và chúng ta chọn vào cái dòng format cell này. Đó, các bạn vào cái thẻ border. Đấy, folder này thì nó sẽ chọn cho chúng ta chọn những cái đường đường kẻ của bảng ở đây. Ví dụ như đường này thì đường các bạn chọn đường kẻ nét đứt ở đây này. Sau khi chọn cái đường này thì các bạn kích vào bên này. Đó, để chúng ta lấy cái đường kẻ gọi là giống như là review đấy các bạn nhá. Đó, hoặc là cái đường nét liền đậm hơn chút, hoặc là đường nét liền nhỏ nhạt hơn, thì các bạn vào các bạn chọn bên này, các bạn phải kích sang bên này để chúng ta, sau đó các bạn nhấn vào ok thì chúng ta sẽ thay đổi được cái đường viền của bảng nhá, các cái đường kiểu đường ở đây. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách các bạn kẻ bảng. Mình lấy một ví dụ rất là đơn giản để các bạn có thêm cái cách các bạn tham khảo, các bạn kẻ bảng để phục vụ cho công việc nhá. Thì mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn kẻ bảng ở trên Excel thành công. Sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thêm, các bạn tiếp tục comment ở dưới nha. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.